Chào mọi người, đấy là một cái quả mà rất là nhiều người gặp phải đấy, của thành quả rất là nhiều người khi trồng cây hoa ly. Đấy là được một bông đấy, trên một cây như thế này đấy, như kiểu là nhật dương chỉ ấy. Đấy, ở đây thì có mấy cái cây mà được một bông này, và đấy là màu cam đấy, vừa rồi đi loàng quàng gãy mất một bông này. Đây có thể nhấc lên để mọi người có thể thấy này. Và cây nguyên do với cả là tại sao này nhiều người trồng mà chỉ được một bông như này, hoặc là thậm chí là không có bông này. Ở đấy có những cây không có bông này mọi người. Đây, có mấy cây không có bông, chỉ có ra lá này, không có bông, và cái ngọn nó ra người ta này. Và khá là nhiều người còn chờ rất là nhiều thời gian đấy, thậm chí mấy tháng để xem nó có bông hay không. Và cuối cùng thì nó sẽ không có, nếu mà tầm khoảng một tháng không có nụ thì không có. Đấy, như này đấy, có những cây này thì ngon hơn thì được. Thì thường thường ấy là cái nguyên do là ở đấy, như ở đây là những cái củ mà đã trồng một lần xong rồi thì để cái này là dường như là cứ để như thế thôi. Đấy, sang năm thì có loài thì có một bông, một vài bông, có loài thì không có bông nào cả. Thành ra nếu mà mọi người trong những cái củ mà của những cái năm để lại thì sẽ rất là kém, tức là có thể nó lên hoặc là không lên. Đấy, không phải là khi nào nó cũng lên đâu, có khi thì có loại thì nó không lên, và nếu mà lên ấy thì có khi thì nó không có bông. Đấy, nó không có bông như này. Đấy, chỉ có lên lá tua tủa xanh xanh như này, hoặc là rất là yếu. Đấy, cây rất là bé tí teo. Còn nếu mà may mắn ấy, mà lên được bông như này thì nó chỉ được một vài bông thôi. Đấy, một vài bông, cho nên là nếu mà mọi người trồng mà ra cái kết quả một vài bông như này thì thường thường là có thể là suy ra cái củ mình là chưa có ổn lắm. Có những loại thì củ trồng lần đầu thì vẫn một vài bông, nhưng mà đặc thù, nhưng mà rất là ít, hoặc là cái số ít trong cái số ngon lành của cái loại đấy. Tức là chẳng hạn những kiểu khoảng 1.000 củ thì thỉnh thoảng vẫn có một cái số ít, khoảng 5-3 củ gì đấy là cái số chỉ có một vài bông, nhưng mà rất là ít. Còn nếu mà đa phần mình trồng 100 củ ra như nhau, 10 củ ra như nhau thì mà một vài bông thì thường thường là cái củ để lại như thế, một lần thứ nhất hoặc thậm chí là lần thứ hai. Đấy, cho nên là cái việc cái chất lượng giống lúc đầu cũng khá là quan trọng. Cái này thì hôm có một cái bông đây, cái này thì cái này đây, hôm có cái bông này nở ra và tàn mất rồi, màu cam đấy. Cái chậu bầu này như thế đấy, cái này thì được cái này nó lên đi. Cái củ hình dáng bên ngoài thì nó cũng gần như là giống như kiểu là cái củ mới trồng lúc đầu đấy, lượt đầu ấy. Nhưng mà thường thường nó sẽ nhỏ hơn, hoặc là cái vẻ bên ngoài thì không có đẹp và nét bằng cái củ nguyên sơ lúc đầu đấy, trồng lần đầu. Cho nên là nếu mọi người trồng thì nên trồng những cái củ lần đầu. Và thường thường những củ tái ấy, rất là ít nơi trồng, hoặc là người ta trồng tận dụng thôi, thu. Bởi vì là cái công là bỏ ra thì cũng nhiều so với cái lượt đầu mình trồng, thì thành ra là thường thường người ta chỉ trồng tranh thủ để có thể là vớt thêm một chút thôi, và giá thì sẽ rẻ hơn thôi, rẻ hơn bởi vì là số bông ít hơn, và thường hay bị nhiều bệnh như kiểu virus hoặc là thối cả cái thân hoặc là teo thân ấy. Đấy là cái chia sẻ đến với mọi người về tại sao này rất là nhiều người trồng mà chỉ được một vài bông, hoặc là màu cam chẳng hạn. Riêng chẳng hạn ví dụ như màu cam như này, khá là nhiều người trồng và gặp phải màu cam, thì bởi vì là người ta lấy những cái củ của những cái năm sau, mà đa phần màu cam thì sẽ rẻ hơn những cái màu khác, thường thường là như thế. Đấy là chia sẻ đến mọi người nhé, chúc mọi người trồng những bông hoa này đẹp.